em phi là ăn được hai trái được một người nha. Hai ba bé. Hôm nay mình sẽ làm một clip thử thách ăn ớt cho mọi người. Luật là như này, ăn được trái đầu tiên là 2.000, một ngày thì quên. Luật thứ hai là 2.000 nha, luật 3 là 5.000 nha mọi người. Luật 4 là 10.000. Luật 5 là 15.000 nha mọi người. Còn luật 6 là 20.000. Còn luật 7 là 70.000. Người nào ăn hết phần nào thì ăn một trái là sẽ được nhận tiền nha. Hết trái nào sẽ được nhận tiền nha. Giờ em lên đi, giới thiệu cho mọi người đi. Tên gì? Lên ăn hả người? Tôi Lẽ. Mời em. Đây là em Phí nha, mình sẽ là mời em Phí là ăn đầu tiên nha mọi người. Ăn hết cái trái này mà được nhận tiền nha. Nha. Rồi. Bắt đầu. Ăn đi. Mình không biết từ từ. Nhai hết cái miệng đã. Rồi nha. Chừng nào ăn hết là à đi ra đi một con ớt chín nhất. Em phi là ăn được hai trái được một người nha. Mời em phi cho biết cho mọi người nào. Mà cảm giác em ăn ớt như nào? Cái lắm lên cái kem. Thì ông vẫn ăn là người ăn và đây là ai ăn được mấy cái thì nó nghỉ ăn ớt thì sẽ nhận được cái kem ăn cho mát miệng nha mọi người. Rồi là tiếp theo là em Inix sẽ ăn phần ăn luật thứ hai nha. Rồi thầy em Phi là giờ là em Inix sẽ ăn nha. Mày em Inix nào bắt đầu ăn. Ăn xong là hai miếng dai nhá. Mà đi ha. Ăn hai trái rồi. Rồi ăn hết rồi hả cái miệng dài cho mọi người coi là tất nhiên có con ớt thôi nha. Đây, tiếp tục năm em. Giờ em biết là ăn được ba trái là ba trái nước mà trái nút hết là ba trái mọi người nha. Hà đi ạ. Và tiếp theo là em Chiêu nha mọi người. Em Chiêu là giờ là mình sẽ xếp lại đầu tiên là mình cho em Chiêu ăn trái ớt xanh nha mọi người. Đây. Rồi mời em Chiêu mua trước nha. Rồi tiếp tục bắt đầu. Lại đi. Rồi ăn xong rồi mở miệng ra cho khán giả coi nha. Cho chúng ta cảm giác cái ăn ớt như thế nào này. Cay không? Cay không? Cay à? Nó sợ chắc không chắc quá. Mi, bò bò. Anh cố gắng chiêm được 50.000 về nha. Cảm giác ăn ớt như nào? Cay không? Mời anh tiếp tục thực thi của mình. Và nếu mọi người thấy hay và đừng quên ấn like và chia sẻ video cho anh em mình nha. Nếu mọi người có ý kiến nào hay thì hãy để lại bình luận ở dưới để anh em mình sẽ làm theo mọi người nha. Xin chào mọi người. Và hãy like.